chương 1 Bị bán đứng linh hồn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm mát như nước, ánh trăng cũng bị mây đen che đậy Quý thanh du nghiêng ngã trao đảo tiêu sái ở trên sơn đạo Bởi vì chân mang giày cao gót, mắt cá chân một trận sưng đỏ Trắng nõn váy cũng bị bụi gai phủi đi thành một cái điều Một thân chật vật, bẩn ô không chịu nổi Nhưng này chút, nàng đều không quan tâm một đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, bởi vì quốc giận hai mắt đều có chút phím hồng. Rốt cục xuyên qua này một cái uống lượng sơn đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, tuy rằng trên đường rất mờ trầm, mơ hồ có thể xem tới được, xa xa rừng rậm bên trong, cao cao đứng lặng tòa thành. Quý Thanh Du hít mắt, xem xa xa cái kia tòa thành, cắn răng một cái lại tiếp tục đi phía trước mặt đi đến. Theo gió đêm suy phất, ánh trăng cũng vẫy xuống dưới, Quý Thanh Du cũng xuyên qua rừng rậm, đứng ở kia nhất tòa thành trước mặt này nhất tòa thành tựa như niên đại đã thật lâu, chung quanh tràn đầy bụi gai cùng đằng bản sắc phi quấn quanh, ở một chút ánh trăng dưới, bằng thêm vài phần âm trầm. Quý Thanh Du đi phía trước mặt đi mấy bước, ngón tay đụng chạm đến đại môn thượng sắc phi, non miệng cánh hoa, như là nhu nhược sinh mệnh giống nhau. Hồn túc Nơi này chính là cấm kỵ, dùng linh hồn đổi lấy hết thảy địa phương. Chủ nhân nơi này, bất luận cái gì đều có thể làm đến, ngươi chỉ cần giao phó ra linh hồn của ngươi là được rồi. Dùng linh hồn, đổi lấy tiền tài, đổi lấy nữ nhân, đổi lấy muốn có được hết thảy. Quý Thanh Du trong ánh mắt mặt, không có một tia giải dụa, ngón tay hơi hơi vừa động, nguyên bản mềm mại cánh hoa, đã bị nàng xả rơi xuống. Non mềm cánh hoa, bị ném vào ám sắc bùn đất thượng. Nàng đẩy cửa ra, dứt khoát kiên quyết đi đến tiến vào, mặc kệ như thế nào, nàng muốn báo thù, muốn thay mẹ ca ca báo thù, tinh thuần linh hồn sao? Khi nàng không cần. Quý Thanh Du luôn luôn đi tới tòa thành trước mặt, ngón tay đụng chạm đến đại môn lạnh lẽo, trong lòng nàng không tồn tại khiếp đảm, không phải là bởi vì sợ hãi, lại là vì không biết. Đẩy ra rất nặng đại môn, bên trong hắc ám, như là làm cho người ta ngã xuống đến một cái không đáy bên trong. Quý Thanh Du cảm thấy ý nghĩ một trận trầm trọng, Đợi đến nàng hao hết toàn thân khí lực mở to mắt thời điểm, nàng đỏ đậm trong con ngươi mặt, tràn đầy nghi hoặc. Chậm rãi ngồi dậy, ngón tay chạm đến địa phương một trận mềm mại, cũng là không phát hiện ra đến là cái gì, liếc mắt một cái xem đi xuống, cũng là tinh mang vạn trượng. Như là đãi ở một cái trời sao bên trong, vốn phẫn nộ muốn giết người tâm, vậy mà chỗ này thả xuống dưới. Có. Có người sao? Một ngày đều không nói gì, thanh âm có chút khô câm. Đã đến đây, liền ra không được, ngươi biết không? Cùng với một đạo dễ nghe tiếng nói, trước mắt rực rỡ trời sao, giống là bị người xé rách thông thường, một người nam nhân ngồi ở màu tím nhung thiên nga ghế tựa mặt. Hắn hơi hơi cúi đầu, trước trán toái phát che khuất của hắn mặt mày, chỉ lộ ra cao thẳng cái mũi, mỏng manh môi, nhọn cầm. Hắn như vậy ngồi, làm người ta thấy không rõ của hắn mô dạng, mặc dù cả người mang theo một tia lười nhác hơi thở nhưng cũng che giấu không xong cái loại này cùng sinh tự đến lăng nhiên quý khí ta biết quý thanh du thu hồi ánh mắt ngữ khí bình thản ngồi ở trời sao bên trong nam nhân không hề động làm chỉ là mỏng manh môi nhẹ nhàng mà gợi lên một chút cười ngươi muốn cái gì hắn hỏi ta muốn có thể trở về đến đi qua cơ hội quý thanh du vốn bình thản tâm tình cũng bởi vì nồng liệt hận ý chậm rãi thiêu đốt lên hảo nam nhân gật gật đầu đến đến nơi đây nhân người nào không là đầy cõi lòng hận ý linh hồn của ngươi muốn đi làm hai mươi thứ nhiệm vụ sẽ có cơ hội này nam nhân ngồi ở trời sao bên trong thon dài chân vén là quý thanh du cắn răng lên tiếng ngay cả mệnh đều có thể không cần linh hồn lại như thế nào khi ngươi đi đi theo hắn Thanh Dương tiếng nói, Quý Thanh Du chỉ cảm thấy một trận đầu ván mắt hoa, nhân liền ngã xuống ở tại đầy trời tinh quang bên trong. Này lộng lẫy tinh quang, đều hội tụ thành một cái vĩ đại lốc xoáy, toàn bộ thân thể như là bị xé rách thành mảnh nhỏ thông thường, bị kia một dòng cường lực dòng khí hút đi vào. Trên thân thể đau đớn, từng đợt đánh úp lại, nhanh tiếp mà đến là đầu ván mắt hoa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 2 Xuyên Việt Mary Su Vườn Trường Văn Mục. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thiên Bách Hợp, ngươi này tiện nhân Thưởng người khác bạn trai Đùng đùng, vang dội thanh thúy bàn tay thanh Đánh chết nàng, đánh chết nàng Huyên náo hỗn loạn ồn ào thanh Quý Thanh Du chỉ cảm thấy đến cùng bên trong giống là có thêm ngàn vạn căng châm ở đau đớn, bên tai này đó chút hỗn loạn thanh âm, nhường trong đầu một trận trừ đau. Nàng cho mày lại đầu, chậm rãi mở đôi mắt, phát hiện bản thân là ở một mảnh anh đào trong rừng mặt, lúc này ánh mặt trời cực tốt, nàng là dựa vào thân cây ngồi ở trên cỏ, một phiến anh đào cánh hoa linh mới hạ xuống. Không cần đánh ta, là hoắt cách bức của ta. Ô ô ô, ta là bị buộc. Ô ô, bên tai truyền đến nữ sinh cầu xin tha thứ thanh, nức nở thanh. Xuyên thấu qua bụi hoa nhìn lại, tuy rằng ảnh ảnh sai sai, bất quá vẫn là xem rõ ràng ở làm nhất chút gì đó. Một cái nhu nhược nữ hài tử bị mấy nữ hài tử ở khi dễ. Trao bụi cùng cánh hoa tràn ngập mở ra, này ánh mặt trời cực tốt sáng sớm, cũng nhiều một ít đen tối. Quý Thanh Du nhíu nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, trên đất đều là nhỏ vụn cây nhỏ chi, nếu là bản thân vụn trộn rời đi lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này chỉ có thể đủ chờ bọn hắn đã xong nội chiến, bản thân tài năng ly khai. Nghĩ đến bản thân vẫn là một chút hắc, vẫn là sớm tiếp nhận rồi kịch tình, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là một quyển Mary Sue vườn trường văn. Nữ chính tên là Thiên Bách Hợp, gia cảnh bần cùng, còn có một cái thân thể suy nhược muội muội, nữ chính tại đây quốc gia tối có tiền nhân gia làm nữ giúp việc, bởi vì sợ sệt bị khi dễ, sau đó bị nhà này thiếu gia cứu, sau đó xem nàng tiểu bạch thố mô dạng, thiếu gia liền muốn nàng bởi vì thiếu gia quan hệ càng làm cho nàng cùng đi niệm tốt nhất quý tộc trường học đại khái là vì thân thể của nàng thượng trời sinh mang theo một loại tiểu bách hoa khí chất làm cho người ta triều mến vừa đến này quý tộc trường học đã bị học sinh hội trưởng hắc đạo thế gia đại thiếu gia giáo động, dạy thay lão sư thậm chí thần bí trao đổi sinh còn có a la bá vương tử đều nhất nhất bái ngã xuống của nàng thạch lưu váy phía dưới thích nam nhân của nàng nhóm đều là có quyền thế, tuy rằng đều rất hung hăng, hơn nữa nữ chính vừa khóc khóc mô dạng, khiến cho chua xót lòng người, lại thêm vào nữ chính trời sinh lực hấp dẫn làm cho người ta tiền phát sao ủng. Cho nên, này đó nam nhân tại một ít chiến tranh sau, ào ào quyết định, đồng thời cùng chung cái cô gái này. Cuối cùng, nữ chính cùng này các nam nhân, tương thân tương ái vui vẻ sinh hoạt đi xuống. Nói tới đây giống như cùng quý thanh du xuyên việc tới được nữ hài không có chuyện gì tình vì vậy nữ hài chỉ là một cái đại pháo bụi nàng là nữ chính ban đầu làm nữ giúp việc kia gia đại tiểu thư tên là mạc thanh du bộ dạng tinh xảo yêu giả chính là hơi chút có chút chút thiếu nữ ôm ấp tình cảm ngay từ đầu cũng là rất ngu manh đi theo nữ chính mặt sau cho đến khi có một ngày phát hiện người con trai mình thích cùng nữ chính ở cùng nhau thế này mới cùng nữ chính tuyệt giao ở nữ chính ruột gan đứt từng khúc nỉ non hạ của nàng ca ca lừa đi rồi nàng công ty công ty cổ phần Cuối cùng uống say bị ném vào quán đêm, tử rất là thê thảm. Quý Thanh Du mở to mắt, trên mặt mang theo một tia khó hiểu, xuyên việc đến nhân vật cũng là thật vô lực. Quả thực, so chính mình sự tình, còn muốn làm người ta tức giận. Đại khái bản thân chính là mang theo một tia oán khí, lúc này gặp được loại này kịch tình, trong lòng càng là cảm thấy thật hỏa đại. Hiện tại nàng Quý Thanh Du, không, mặt Thanh Du, muốn làm lại từ đầu cả đời này lúc này đây, nàng không lại là vật hy sinh. Van cầu các ngươi, không cần ở đánh ta. Ta là vô tội, ô ô ô, ta chỉ là muốn quá ta sinh hoạt của bản thân, đơn giản cuộc sống. Thiên bách hợp vĩ khuất tiếng khóc, nàng hai tay bụng mặt, tránh né không muốn để cho các nàng đánh bản thân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Xuyên Việt Mary Sue Vườn Trường Văn 2 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ha ha thiên bách hợp nghe nói ngươi là bởi vì mạc thanh khê chiêu số vào kia vì sao còn muốn câu dẫn của ta hoắt cách cái kia nữ sinh ánh mắt chán ghét xem thiên bách hợp hận không thể quát hoa mặt nàng rõ ràng như vậy tiện còn muốn trang thuần thật là chán ghét bởi vì qua một lần kịch tình mạc thanh du cũng là đã biết trước mắt nữ sinh là ai luôn luôn lưu luyến si mê hoắc cách thiên kim đại tiểu thư ngụy kiều kiều trời xanh tính ương ngạnh kiêu ngạo chính là chính là đi theo ngụy kiều kiều phía sau nữ hài tử nhóm đều phụ họa theo đuôi thiên bách hợp muốn nói lại thôi tuy rằng nỉ non một đôi thủy mâu cũng là lộ ra cuộc cường sắc màu nàng chỉ là muốn quá phổ thông cuộc sống chỉ là một lần ở anh đào trong rừng mặt gặp hoắc cách lại sau đó bất quá của nàng bạn trai là mạc thanh khê nha nàng là bị bức bách, nàng là vô tội. Ta thế nào không biết, ta là của ngươi nhân. Theo một đạo âm lãnh tiếng nói, một cái cao to thân ảnh đã đi tới, trên người mặc học viện phục, cổ áo tùng tùng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hoắc cách, vừa thấy đến hoắc cách, chật vật không chịu nổi thiên bách hợp lại đỏ ánh mắt, giống như là nhìn đến cứu tinh thông thường xem hắn. Hắn rốt cục tới cứu nàng, cứu nàng thoát đi này đó nữ nhân ma trảo cái cô gái này là của ta, các ngươi lần sau gặp mặt nàng, ta liền phế đi các ngươi. Hoắc cách đưa tay kéo thiên bách hợp, lại hung tợn nhìn Ngụy Kiều Kiều bọn họ liếc mắt một cái. Ngụy Kiều Kiều cắn cắn môi dưới, cuối cùng còn là không có gì cả nói. Thiên bách hợp hốc mắt hồng hồng bị hoắc cách cấp lôi đi. Chúng ta đi. Ngụy Kiều Kiều cũng hừ lạnh một tiếng, dẫn người ly khai, anh đào trong rừng mặt, lại trở về đến yên tĩnh. Mạc Thanh Du đưa tay điểm điểm cầm, dần dần lâm vào trầm tư. Nàng biết, tuy rằng hoắc cách cùng thiên bách hợp đã có quan hệ, nhưng hiện tại hoắc cách là đối thiên bách hợp không có bao nhiêu tâm tư, nhưng là sau này, ở một lần bắn nhau trung, thiên bách hợp che ở của hắn trước mặt, thay hắn trúng một phát súng. Hoắc cách thân thế tương đối khó bề phân biệt, không dễ dàng đối nhân sinh ra thật tình, chính là bởi vì thiên bách hợp thay nàng ngăn trở này nhất thương, mới làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao phó xuất ra thật tình. Mạc Thanh Du nhu nhu đã cứng ngắt hai chân, cũng chậm rãi đứng lên, vừa vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe được một bên truyền đến một tia cười khẽ thanh. Mạc Thanh Du bước chân một chút, thải chặt đứt một căn đoạn chi, ca sát, một tiếng, tại đây cái yên tĩnh trong rừng rậm mặt, cũng là hết sức đột ngột. Ai? Nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhân, lại có tiếng cười, Mạc Thanh Du một trận mau cốt tủng nhiên. Chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng từ đỉnh đầu nhảy xuống nhất đạo thân ảnh. Mạc Thanh Du xem khiêu rơi xuống nhân, dáng người thon dài, bộ dạng cũng là thật tinh xảo, không thể so hoắc cách bọn họ kém cỏi. Tinh tế qua một lần kịch tình, căn bản không có người này. Thông thường, ấn Mary Su Văn Niệu tính, loại này chất lượng tốt nam nhân thông thường đều là nữ chính. Nhưng là này nam cũng là không tồn tại nhân điều này làm cho đi lại làm nhiệm vụ mạc thanh du cảm giác được thật sâu bất an ngươi là ai mạc thanh du lại hỏi một câu nàng không thích loại này hoàn toàn không bị nắm trong tay cảm giác ngươi không cần biết nam sinh nói một câu liền cũng không quay đầu lại tiêu sái mạc thanh du bất đắc dĩ xem bóng lưng của hắn chậm rãi rời đi nhìn xem thủ đoạn biểu hôm nay đã không có khóa nàng liền đi tới cổng trường. Cổng trường thật dễ thấy địa phương ngừng một chiếc drone, roi sơ ảo ảnh, là nhà bản thân lý xe, nhất nhìn đến bản thân, lái xe tiểu lưu đã tất cung tất kính xuống xe chờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Xuyên Việt Mary Su Vườn Trường Văn Ba Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mạc Thanh Du cũng chậm rãi đi rồi đi qua. Thanh Du, một đạo mềm nhẹ tiếng nói, vang ở nhĩ sườn. Mặt Thanh Du quay đầu lại, xem thiên bách hợp chính chạy chậm đi lại, dáng người làm tức giận, như thế đi tới cũng là hấp dẫn nhất chúng ánh mắt. Tuy rằng là cùng hệ, nàng lại vừa đi chính mình gia sản nữ giúp việc, Mặt Thanh Du thật hiển nhiên giờ phút này cùng nàng không quen thuộc. Khả nàng cố tình rất quen thuộc liền đi tới, còn vô cùng thân thiết hô tên của bản thân. Xem Mặt Thanh Du ánh mắt, Thiên Bách Hợp có một chút xấu hổ, bất quá, mặt Gia biệt thự là ở ngoại ô giữa sườn núi thượng, bình thường, nàng đều là cùng Mạc Thanh Khê tới được, Đỗ cũng không cảm thấy phiền toái. Nhưng là hôm nay Mạc Thanh Khê nói có chút việc, sớm liền ly khai trường học, muốn nàng đi tìm Mạc Thanh Du mang nàng trở về. Có việc sao? Mạc Thanh Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gò má đã đền bù trang, còn là có thể nhìn đến một ít dấu tay. Kỳ thực nguyên chủ như vậy thảm, còn là vì nàng, nếu không phải nàng thủy chung khóc sướt mướt, có chuyện cũng không giải thích mô dạng, đến cuối cùng làm hại nguyên chủ bị thân sinh ca ca làm hại như vậy thảm. Loại này nữ nhân, cũng chính là một cái ngụy bạch liên tâm cơ biểu. Đương nhiên, mặt thanh du nàng cũng sẽ không bỏ qua. Thanh Khê nói, nhường ngươi dẫn ta cùng nhau trở về. Thiên Bách Hợp nói xong, đi tới mặt Thanh Du bên người, vương tay vãn ở mặt Thanh Du cánh tay. Mạc Thanh Du xem nàng tự nhiên thuộc vãng ở cánh tay của mình, cũng là say, theo bản năng liền bỏ qua rồi tay nàng. Thiên bách hợp xem bị bỏ ra thủ, nhất thời như là nhận đến thật lớn ủy khuất, nước mắt nháy mắt đại khỏa đại khỏa cút mới hạ xuống. Thanh Du. Bỗng nhiên lại thê lương hô to xuất ra. Coi như Mạc Thanh Du đối nàng làm ra đến sự tình gì thông thường. Bởi vì là ở trường học trước cửa, người đến người đi vẫn là rất nhiều người không biết là nữ chính quan hoàng quá mức chói mắt, vẫn là thiên bách hợp nỉ non dung nhan, càng khiến người ta cảm thấy đáng thương, tóm lại lập tức là có người đối với mặt thanh du chỉ rõ đứng lên. Nháy mắt, hai người chung quanh quay chung quanh nhiều nhân. Tự hồ là nhìn đến chung quanh có người vây vòng lại đây, thiên bách hợp nỉ non thân thể đều rung rung, từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ vẻ lệ giọt. Thanh du Chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi thuận tiện mang ta trở về thì tốt rồi thôi. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng ca ca ngươi quan hệ thân mật, ngươi cứ như vậy tử thôi. Thiên Bách Hợp khóc đỏ hai mắt, xem mặt Thanh Du cắn môi dưới. Người chung quanh nghe được Thiên Bách Hợp nói như vậy, nhất thời xem mặt Thanh Du ánh mắt hơn một tia nghiền ngẫm. Nguyên lai like là là ghen tị bản thân ca ca bạn gái, xem ra vẫn là một cái huynh khống nha. Mặt Thanh Du nghe được Thiên Bách Hợp nói những lời này, nhất thời một ngụm lão huyết muốn nhổ ra cô nương này đầu óc là bị môn giáp qua sao vẫn là trời sinh tự cho mình quá cao ngươi chỉ là nhà ta nữ giúp việc mà thôi về ngươi theo ta ca ca quan hệ ta không rõ ràng chỉ là ta không thói quen cùng xa lạ nhân một mình ở trong một cái không gian mặt đương nhiên nếu như ngươi là không có tiền lời nói ta cho ngươi tiền đánh xe mạc thanh du không vội không nóng nảy thanh âm giống như thanh tuyền nói xong từ trong ví tiền mặt lấy ra mấy trăm khối đưa tới thiên bách hợp trước mặt người chung quanh nghe được mạc thanh du lời nói thế này mới hiểu biết nguyên lai là bản thượng thiếu gia nữ giúp việc vậy mà còn ưỡng nghiêm mặt muốn cùng người ta đại tiểu thư đồng xe trở về nam sinh hoàn hảo các nữ sinh xem thiên bách hợp ánh mắt cũng trở nên ghét đứng lên ta không cần của ngươi tiền dơ bẩn thiên bách hợp là một cái tâm tư thật mẫn cảm nhân lúc này cũng cảm giác được người chung quanh xem ánh mắt mình thật khác thường, nhất thời tức giận đến bộ ngực phập phòng rất lớn, sắc mặt cũng là đỏ bừng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Xuyên Việt Mary Su Vườn Trường Văn 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng vương tay, mở ra mặt thanh du thủ. Màu đỏ trăm nguyên tiền mặt, liền như vậy bay xuống ở tại trên đất. Thiên Bách Hợp cảm giác được thật sỉ nhục, nàng sắc mặt đỏ bừng xem Mạc Thanh Du, ta là rất nghèo, nhưng là ngươi cũng không thể đủ như vậy vũ nhục ta. Mạc Thanh Du xem nàng, trong lòng một trận cảm thấy buồn cười. Như thật là có tôn nghiêm, làm chi còn muốn đến cùng xa lạ nàng nói, muốn cùng nhau trở về, chẳng sợ không bỏ được tiêu tiền, ngươi cũng có thể đi xe đạp nha. Đó là ta vẽ vời thêm chuyện. Mạc Thanh Du cúi xuống thắt lưng, nhặt lên trên đất tiền, phóng tới trong ví tiền mặt, xoay người chuẩn bị đi. Thanh Du, lúc này, cảm thấy vạn phần khuất nhục thiên bách hợp lại hô một tiếng. Mặt Thanh Du nhất thời không vui lên, còn có hoàng không để yên. Nàng vừa mới chuẩn bị hướng tới phía trước đi đến, nháy mắt, cánh tay bị người lôi kéo. Mặt Thanh Du hơi hơi nghiêng đầu, thấy được thiên bách hợp gắt cao túng ở cánh tay của mình. Ngươi là kinh thường ta sao? Ta là bị bức bách thiên bách hợp nói xong đồng thời vừa khóc lê hoa mang vũ mặt thanh du thật sâu hô hít một hơi dù sao sao luôn muốn xé rách mặt nàng cùng mặt thanh khê hai người nàng cũng không muốn cho sắc mặt tốt còn muốn phía trước nói là bạn gái hiện tại còn nói là bị bức bách nàng đến cùng là muốn nói gì đâu ta đã nói ngươi theo ta không quen ngươi sự tình ta cũng không muốn biết mặt thanh du làn da là cái loại này rất nhỏ nộn lúc này bị thiên bách hợp gắt gao nắm chặt, sớm đã có một vòng ấn ký. Tiểu lưu. Mạc thanh du hô một tiếng, còn ngây ngốc đứng ở nơi đó tiểu lưu. Tiểu lưu vốn mũi nhìn tim tâm xem mũi đứng ở nơi đó, lúc này mạc thanh du nhất kêu, đánh một cái cơ trí, vội vàng đã đi tới. Cho ta đem nàng kéo ra. Mạc thanh du lạnh lùng nói một câu. Là là là. Tiểu lưu vốn không nghĩ tham dự vào, Tuy rằng Thiên Bách Hợp là nữ giúp việc, nhưng là tính cách thuần lương, lại thật đáng yêu, bình thường ở trong biệt thự mặt, mọi người đều là giúp đỡ cho nhau. Huống chi, nàng cùng thiếu gia quan hệ lại là như vậy hảo, nói không chừng về sau vẫn là có thể làm thiếu phu nhân nhân tuyển. Đại tiểu thư về sau đều là phải gã đi ra ngoài, còn không bằng cùng Thiên Bách Hợp tạo mối quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể thăng chức rất nhanh. Tiểu lưu trong lòng công công vòng vòng suy nghĩ thật nhiều, bất quá giờ phút này, Mạc Thanh Du nói như vậy, cũng không có cách nào. Đành phải giả khung giả dạng đem Thiên Bách Hợp hướng một bên kéo đi, lôi kéo bên trong, Thiên Bách Hợp ngón tay ở Mạc Thanh Du cánh tay lôi kéo xuất ra một đạo thật dài vết máu. Tê, Mạc Thanh Du xem trên cánh tay miệng vết thương, thật là. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa thấy đến Mạc Thanh Du trên cánh tay miệng vết thương, Thiên Bách Hợp nhất thời quỳ xuống. Thanh Du, đại tiểu thư đều là của ta sai ngươi tuyệt đối không nên sa thải ta vừa thấy đến mạc thanh du bị thương thiên bách hợp lập tức sợ tới mức sắc mặt xanh trắng tuy rằng nàng không thích bị mạc thanh khê như vậy đối đãi chẳng qua nàng muội muội sinh bệnh nàng thật là cần như vậy nhất bút tiền ở mạc gia làm nữ giúp việc là thật thoải mái tiền lương cũng là rất cao tiểu thư ngươi liền tha thứ bách hợp đi nàng cũng không phải cố ý Tiểu Lưu xem thiên bách hợp nỉ non mô dạng quỳ trên mặt đất đầu gối cũng đã xanh tím. Cũng vội vàng cấp thiên bách hợp cầu tình. Là nha, nàng thật đáng thương nha. Đúng rồi, nhân gia cũng không phải cố ý. Nữ chính quan hoàng thật sự là rất ngưu bức, chỉ là quỳ như vậy khóc một chút, bên người nhân nháy mắt đều nhất nhất thiên hướng đến của nàng một bên kia. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 6 Xuyên Việt Mary Su Vườn Trường Văn Năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta giống như không có gì cả nói đi Ngươi luôn luôn tại như vậy như vậy Nếu thật sự muốn tôn nghiêm Liền không nên hơi một tí quỳ xuống Mặt thanh du lạnh lùng lường nàng liếc mắt một cái Liền xoay người hướng tới nhà mình xe đi đến Tiểu lưu vội vàng đem thiên bách hợp cấp phù lên Thiên bách hợp lão đảo một chút Cả người đều ngã xuống tiểu lưu trong lòng mặt tiểu lưu nháy mắt liền náo loạn một cái đỏ thẩm mặt dù sao cũng là thiếu gia nữ nhân hắn sợ tới mức vội vàng liền buông lỏng tay ra tiểu lưu hôm nay cám ơn ngươi thiên bách hợp hai mắt đẫm lệ trong suốt xem tiểu lưu không có quan hệ chỉ là tiểu thư không đồng ý ta cũng không tốt mang theo ngươi tiểu lưu xem thiên bách hợp trong ánh mắt mặt hiện lên một tia xin lỗi này không trách ngươi dù sao ta cùng tiểu thư khinh thường ta Thiên Bách Hợp nói xong, chậm rãi cúi đầu. Ta đi rồi, buổi tối chúng ta trở về tán gẫu, nơi này 100 khối, đủ ngươi đánh xe. Tiểu Lưu xem Mạc Thanh Du đã ở trong xe chờ một lát, tuy rằng thật thích cùng với Thiên Bách Hợp, giờ phút này cũng không dám ở lãng phí thời gian đi xuống. Hắn lấy ra 100 khối, nhét vào Thiên Bách Hợp trong tay. Cảm ơn ngươi. Này ta về sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Thiên Bách Hợp cầm kia 100 đồng tiền hai mắt đẫm lệ mông lung như là xem cứu thế chủ giống nhau xem lái xe tiểu lưu xem thiên bách hợp như vậy ánh mắt lái xe tiểu lưu nháy mắt trong lòng bành trướng lên xem thiên bách hợp cười cười xoay người vội vàng hướng tới mặt thanh du sở ngồi xe chạy tới vừa lên xe lái xe tiểu lưu trên mặt ý cười liền tiêu tán hắn sắc mặt âm trầm xem tiền phương trong lòng cũng là cảm thấy đại tiểu thư tâm thật sự là quá độc ác Mạc Thanh Du tuy rằng là xem di động bên trong tướng sách, cũng là cảm giác được tiểu lưu đối bản thân ác ý. Đối phó như vậy tiểu nhân vật, nàng đại có thể một câu nói khiến cho hắn chạy lấy người. Bất quá, vừa mới xem hắn một bộ cùng thiên bách hợp sinh ly tử biệt mô dạng, ngược lại cũng là hảo ngoạn. Trong nội dung tác phẩm mặt, Mạc Thanh khê bọn họ có thể cộng đồng ủng có một nữ nhân, điều kiện tiên quyết là thân phận của bọn họ đều là đồng dạng cao quý, cho dù là trường học dạy thay lão sư, cũng là phú nhị đại. Nhưng là này tiểu lưu, chỉ là một cái lái xe, nếu là Mạc Thanh Khê biết bản thân nữ nhân cùng người như vậy ở cùng nhau, hắn có hứng thú hay không ở tiếp tục cùng tiểu lưu cộng đồng hưởng thụ như vậy một nữ nhân đâu. Mạc Thanh Du nghĩ rõ ràng điểm này, càng là thanh thản cắt bỏ di động ảnh chụp. Đều là cùng Mạc Thanh Khê một ít chụp ảnh chung, xem cười rất ngọt, lúc này xem lại cảm thấy thật chướng mắt. Mạc gia tổng cộng có ta một đứa trẻ, mạc thanh ngôn cùng mạc thanh khê là nam hài tử cho nên mạc phu nhân sau này có mạc thanh du như vậy một cái nữ nhi càng là trở thành trong lòng bàn tay mặt bảo bối mạc thanh ngôn cũng là một cái muội khống đặc biệt thích này muội muội mạc thanh khê ngay từ đầu cũng thật thích muội muội chỉ là sau này chậm rãi rơi vào đến trong tình yêu mặt thiên bách hợp ở trong ánh mắt hắn mặt là có cỡ nào thuần khiết tốt đẹp như vậy mạc thanh du chính là có bao nhiêu sao đáng giận Tuy rằng không nhìn thấy quá một lần Mạc Thanh Du là thế nào đối phó Thiên Bách Hợp, nhưng là không chịu nổi Thiên Bách Hợp lần lượt nỉ non, Mạc Thanh Khê cuối cùng lừa gạt Mạc Thanh Du, chiếm được Mạc Thanh Du công ty cổ phần, sau đó lại đem nàng cấp lừa đến quán đêm, tử không hề tự tôn, tử như vậy thê thảm. Mạc Thanh Du cắt bỏ điệu điện thoại di động thượng ảnh chụp, nắm di động chập mắt. Kỳ thực Mạc Thanh Du ở nhà địa vị là rất cao, chỉ là nàng rất tin tưởng bản thân ca ca, bằng không thì cũng sẽ không đem bản thân công ty cổ phần giao cho hắn đến quản lý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Xuyên Việt Mary Sue Vườn Trường Văn 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xe thật vững vàng chạy đến mặt gia ở lưng chừng núi biệt thự, tiểu lưu luôn luôn đem xe chạy đến biệt thự trước cửa, lại là không có xuống xe mở cửa xe, Mạc Thanh Du hơi hơi mở đôi mắt, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng vì cấp Mạc Thanh Khê ngột ngạt, nàng mới không có đuổi việc này lái xe. Nhưng là hiện tại. Mạc Thanh Du xuất ra điện thoại di động, bác thông quản gia Vương Thúc dãy số. Đại tiểu thư. Vương Thúc vừa khéo ở phụ cận, một bên chuyển được điện thoại, một bên tiểu chạy tới. Đi tới cửa xe trước mặt, dè dặt cẩn trọng cấp Mạc Thanh Du đánh mở cửa xe. Hắn ba tháng tiền lương không phát, còn có ta lái xe đổi một người là 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 vương thúc vội vàng gật gật đầu luôn luôn nhìn theo mặt thanh du đi vào đại môn thế này mới lại xem tiểu lưu đại tiểu thư xuống xe ngươi cũng không mở cửa xe ngươi cho là ngươi là thiếu gia đâu có nghe hay không ba tháng tiền lương không có ngày mai ngươi cấp nhị thiếu gia lái xe đi vương thúc xem tiểu lưu lãnh ngôn trào phúng tiểu lưu mang theo bao tay thủ cắt gao nắm chặt tay lái trong lòng càng là hận chết mạc thanh du hắn lúc này hận không thể từ chức chạy lấy người nhưng là vừa đi liền nhìn không tới thiên bách hợp hắn luyến tiếc bất quá cấp nhị thiếu gia lái xe bách hợp là nhị thiếu gia bạn gái bộ dạng này là không phải là mình là có thể thường xuyên có thể nhìn đến bách hợp ngươi có nghe hay không vương thúc lại lãnh quát một tiếng là tiểu lưu cúi đầu vẻ mặt thất mê phát sóc Vương thúc miệng lại than thở hai câu, cũng ly khai. Mạc Thanh Du vừa vừa đi vào trong biệt thự mặt, lập tức có một cái anh tuấn xuất khí nam dung, dơ dép lê đưa tới. Mạc Thanh Du thay xong giày, hướng tới bên trong đi đến, cái kia xuất khí nam dung, cũng là đi theo thân thể của nàng sau. Mạc phu nhân liền đi ra, lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như, ngươi đã trở lại. Mạc phu nhân bảo dưỡng rất khá, nhìn qua chỉ có ngoài 30 mô dạng. Nhưng lúc này, Mạc Thanh Du nghe được của nàng kia một tiếng xưng hô, cả người giống như bị điện giật. Này một chuỗi dài là cái gì quỷ? Mẹ! Ngươi bảo ta cái gì? Mạc Thanh Du nhẫn nại trụ cái loại này bị lôi ngoài khép trong sống cảm giác, hỏi. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như, đây là ngươi thấp bản thân khởi tên nha liền luôn luôn muốn chúng ta đều như vậy gọi ngươi nha nhà của ta bảo bối thực sự văn thải khởi tên này cũng rất êm tai đâu mạc phu nhân cười tủm tỉm xem mạc thanh du mẹ về sau vẫn là bảo ta thanh du đi mạc thanh du lúc này rốt cục đã biết bản thân xuyên việt tới được thời điểm nhìn đến cái kia đánh dấu cái gì một chút thiếu nữ ôm ấp tình cảm nằm tàu này nơi nào là thiếu nữ ôm ấp tình cảm rõ ràng chính là mary su nha lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như cánh tay của ngươi như thế nào tắt ba tư nhanh chút đi lấy hòm thuốc mặt phu nhân giờ phút này phát hiện mạc thanh du cánh tay thượng có một đạo vết máu trên mặt lộ ra kinh hách mô dạng bản thân bảo bối nữ nhi thế nào bị thương nhưng mà mạc thanh du lúc này lại bị lôi đến vừa mới. Cái kia đi theo nàng vào Nam Dung, là kêu Tắc ba tư sao. Nằm tàu, phải không? Mạc Thanh Du lôi đã nói không ra lời, bị Mạc Phu Nhân cấp lôi kéo ngồi ở trên sofa. Giờ phút này, tắc ba tư đã cầm một cái cái hồng thuốc đã đi tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Xuyên Việt Mary Sue Vườn Trường Văn 7 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư xin cho ta cho ngươi tẩy trừ miệng vết thương tắc ba tư ngồi quỳ ở trên thảm mở ra hòm thuốc cung kính xem mạc thanh du ách hảo lúc này mạc thanh du mới nhìn rõ rồi chứ trước mắt này tắc ba tư ai u nằm tàu còn cùng hoạt bát bên trong quần áo ăn mặc là giống nhau còn giữ không sai biệt lắm tóc cẩn thận xem một chút ngũ quan còn có thất thành tương tự chỗ của ta thiên thiếu nữ ôm ấp tình cảm mary su thật đáng sợ tắt ba tư mềm nhẹ cấp mặt thanh du tẩy trừ miệng vết thương mặt phu nhân đứng ở một bên đau lòng xem kết quả là ai vậy đem ngươi biến thành bộ dạng này hôm nay tan học nhà chúng ta nữ giúp việc thiên bách hợp nói là nhị ca nói nàng muốn cùng ta cùng nhau ngồi xe về nhà, mẹ ngươi là biết đến, ta là không thích cùng người xa lạ cùng nhau, sau đó nàng vừa khóc lại náo động đến, cuối cùng còn quỳ xuống tới bắt bị thương ta. Mạc Thanh Du quyệt miệng, đối với Mạc Phu Nhân làm nũng. Làm nũng sau khi xong, Mạc Thanh Du có chút ác hàng. Tâm can ta nha, đừng sợ, chờ ngươi nhị ca trở về ta hảo hảo mà giáo huấn hắn, cái kia nữ giúp việc, cũng làm cho nàng cút đi, vậy mà làm cho ta gia bảo bối bị thương. Mặt phu nhân xem tắc ba tư cấp mặt thanh du miệng vết thương vẽ loạn thuốc nước, trong ánh mắt mặt tràn đầy đau lòng. Mặt thanh du nhường tắc ba tư chuẩn bị cho tốt miệng vết thương, lại nhường tắc ba tư đi cùng, thượng biệt thự lầu ba, nghe nói đó là chuyên chúc bản thân một tầng lâu. Không biết vì sao, mặt thanh du trong lòng, có một loại nồng đậm không rõ cảm giác. Thang máy đến lầu ba, mặt thanh du dừng chân, bỗng nhiên trong lúc đó, không dám bán ra đi bước chân kỳ thực của nàng nội tâm là cự tuyệt lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư đến tắc ba tư ở bên ngoài phi thường cung kính cúi xuống thắt lưng đưa tay chỉ chỉ bên ngoài mặt thanh du ma cọ sát cọ đi ra ngoài kém một chút bị lượng mắt mù mẹ nó quả nhiên không ra của nàng sở liệu đây là một tầng diện tích phi thường rộng lớn nhưng mà đã bị đã thông trên đất bày ra một tầng hồng nhạc thảm lông dày ở thang máy một bên có một chiếc hồng nhạc song nhân xe đạp thật hiển nhiên là có thể tại đây cái rộng rãi diện tích bên trong trì xính tắt ba tư sải bước hồng nhạc xe đạp phía trước lại quay đầu tôn kính xe mạc thanh du lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư mời tới đến đây đi Mạc Thanh Du nhẹ nhàng mà lau đi cái trán chậm rãi muốn trụy rơi xuống mồ hôi, ngồi ở mềm yếu xe đệm thường. Hồng Nhạc song nhân xe đạp, đã hướng tới giường lớn chạy mà đi, xem chung quanh trước mắt Hồng Nhạc này nọ, cùng với trần nhà thượng cuối rơi xuống đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, còn có thất thải sắc hạt châu đá quý, Mạc Thanh Du nội tâm là sụp đổ. Rốt cục tắt ba tư kỵ xa tử, cưỡi năm phút đồng hồ sau, tới giường lớn. Xem cái kia có mấy chục thước giường lớn, mặt trên bày ra tinh xảo hồng nhạt tren còn phân tán trân châu cùng đá quý ở lộng lẫy thủy tinh đăng dưới lóe ra mê muội cách quan mang này nằm ở mặt trên thật sự sẽ không cảm thấy không thoải mái sao lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư đây là của ngươi áo ngủ xin theo ta đi phòng tắm chỉ là như vậy ngủ thực tốt sao bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Xuyên Việt Mary Sue Vườn Trường Văn 8 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng thật sâu hô hít một hơi, muốn bằng phẳng một chút tâm tình, nhưng là phương diện này thật sự là rất thơm, nàng ho khan hai tiếng, cuối cùng thật sự nhịn không được, bước bước chân hướng tới thang máy đi đến. Nàng phải thay đổi phòng. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư. Tắc ba tư ở sau người không ngừng quát to tên của nàng. Mặt thanh du phiên một cái xem thường, cũng không biết loại này tên, bọn họ là thế nào nhớ kỹ. Thật là đáng đau. Đi tới thang máy trước mặt, các ba tư cũng đi theo đã đi tới, hắn phi thường có lễ nghi đem xe đạp đặt tại một bên. Phi thường xuất khí nâng nâng ánh mắt, xe mặt thanh du, lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiến vào, đi xuống. Mặt Thanh Du đứng ở trong thang máy mặt, chỉ có khí lực đang nói ra như vậy vài. Là. Tắc Ba Tư lập tức lên tiếng, đứng đi vào rất nhanh hai người một trước một sau lại đứng ở dưới lầu trong đại sảnh mặt. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như, ngươi làm sao vậy? Mạc phu nhân chính ngồi trên sofa uống cà phê, lúc này nhìn đến mặt thanh du xuống dưới, cho rằng nàng khó chịu chỗ nào, vội vàng đặt xuống trong tay tách cà phê, nên đón. Mẹ, ta không nghĩ ở tại gian phòng kia, cũng không muốn mặc này quần áo. Mạc Thanh Du có chút đau đầu xem Mạc Phu Nhân, cũng không biết yêu cầu này, có phải hay không bị cho phép. Tắt ba tư, đi lấy trưởng thượng máy tính đến. Mạc Phu Nhân vừa nghe đến Mạc Thanh Du này tiểu yêu cầu, lơ đỉnh. Lôi kéo Mạc Thanh Du ở trên sofa ngồi xuống, đợi đến tắt ba tư đưa lên đây trưởng thượng máy tính. Mặt trên trang web, đã là tắc ba tư tìm đến trang hoàng phong cách phòng lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như ngươi xem ngươi thích kia một loại phong cách một giờ không đến là có thể trụ đi vào mặt phu nhân chỉ chỉ mặt thanh du tùy ý chỉ một cái tương đối bình thường tương đối nhẹ nhàng khoan khoái phòng mặt phu nhân vừa thấy đến mặt thanh du lựa chọn có chút kinh ngạc này không là bảo bối tầm thường phong cách nha vẫn là có mới nới cũng muốn thay đổi khẩu vị Mạc phu nhân đem trưởng thượng máy tính giao cho tắc ba tư, muốn hắn lập tức đi chấp hành. Mạc thanh du lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem trên người đơn giản giáo phục, không khỏi cảm tạ trường học, còn nhường mặt giáo phục, bằng không bản thân xuyên việc đi lại, khẳng định lại là cái loại này hồng nhạc liên tiếp đá quý. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như. Theo một tiếng kêu gọi, một cái màu đen thân ảnh đi đến lão công đã trở lại mặt phu nhân vui vẻ đứng lên nên đón mặt thanh du cũng vội vàng đứng lên ba ba mặt anh hào cười hề hề đã đi tới xem mặt thanh du khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên là một trận không vui nhất thời bản một trương mặt là ai làm cho ta gia bảo bối tức giận còn không phải cái kia không có mắt lão nhị đợi đến hắn trở về thế nào cũng phải đánh gãy đùi hắn mặt phu nhân nói đến ân ừ. Mạc Anh Hào cũng gật đầu. Mạc Thanh Du nhất thời hết chỗ nói rồi, trong lòng càng là cảm thấy, như vậy gia đình tình huống, nguyên chủ cũng có thể bị làm tử, thật là chỉ số thông minh vấn đề nha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Xuyên Việt Mary Su Vườn Trường Văn Chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vương Thúc đem này nọ đưa đến tiểu thư trên xe. Mạc Anh Hào đối phía sau luôn luôn đi theo quản gia Vương Thúc nói một tiếng. Là. Vương Thúc vội vàng gật đầu, đi ra ngoài. Ba ba là cái gì? Mạc Thanh Du tò mò hỏi. Ngươi muốn iPhone 6S, phía trước ngươi nói muốn tặng cho đồng học. Mạc Anh Hào thật lơ để nói xong. Mạc Thanh Du trầm mặt không nói, quả thật là Mary Sue đến muốn tự sát. Còn không có đưa ra thị trường di động, đã muốn xuất ra đến đi đưa đồng học bất quá đã trước kia đáp ứng sự tình vẫn là hoàn thành tốt lắm bất quá về sau liền sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra như thế nào ngoan nữ nhi tâm tình không tốt ba ba yếu nhân lấy đi lại cho ngươi xuất ngoạn sau ở lấy một đám trở về đưa đồng học mặt anh hào vừa thấy đến mặt thanh du vẻ mặt trong lòng liền níu chặt đau một mặt luyến tiếc ba ba ta đói Mạc Thanh Du cảm giác bản thân đã trầm chịu không nổi này nhiệt tình gió lốc. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như, ngươi không ngoan nga, không đợi đại ca liền muốn ăn cơm. Theo tiếng nói chuyện, một đạo thon dài thanh âm đi đến, trên người mặc màu đen quần tây, màu trắng áo sơ mi, cổ áo giải khai hai khỏa nút áo, rất là gợi cảm mê người. Đại ca Nhìn đến mặt thanh ngôn, Mạc Thanh Du từ đáy lòng cũng rất vui sướng, đại khái đây là nguyên chủ cảm giác đi. Ở trong nội dung tác phẩm mặt, coi như sau này, Mạc Thanh Khê bởi vì Mạc Thanh Du công ty cổ phần chuyển nhượng, là trong nhà lớn nhất cổ đông, sau này đã bại Mạc Thanh Ngôn trở thành Mạc Gia Tập đoàn Tài chính Tổng Tài. Lại sau này, Mạc Thanh Ngôn cũng bị vật hy sinh rớt. Ngoan! Xem Mạc Thanh Du giống như con mèo nhỏ thông thường chạy lên đến, Mạc Thanh Ngôn cười, đưa tay ở đầu nàng đỉnh sờ sờ tay phải theo phía sau cử xuất ra tặng cho ngươi lễ vật mạc thanh du vừa thấy đến lễ vật cả người liền thạch hóa là một cái hồng nhạc rất kính trâm như vậy phấn nộn thật sự tốt sao thế nào ngươi không vui sao mạc thanh ngôn xem mạc thanh du sững sờ bộ dáng hỏi thích chỉ là đại ca về sau đều không cần mua này đó ta trưởng thành mạc thanh du kéo mạc thanh ngôn cánh tay nói xong mặt thanh ngôn sủng địch vuốt ve đầu của hắn một chút người một nhà vừa mới ở trước bàn ăn ngồi xuống chỉ thấy Mạc thanh khê hùng hùng hổ hổ chạy tiến vào của hắn phía sau là khập khiển phi thường chật vật thiên bách hợp đại khái là vì hắn chạy quá nhanh thiên bách hợp trên chân vẫn là mặt tiểu giày cao gót còn không có đi theo mặt thanh khê chỉnh nhân liền xuất ngã trên mặt đất bách hợp ngươi không sao chứ Mạc Thanh Khê đưa tay đem thiên bách hợp cấp phù lên, xem nàng mắt cá chân đã sưng đỏ, một mặt đau lòng. Không có việc gì. Thiên bách hợp lắc lắc đầu, nước mắt cũng là mới hạ xuống. Ông thiên bách hợp, Mạc Thanh Khê vừa giận nhìn Mạc Thanh Du. Lệ y như ngọc lưu ly yêu mộng liên lệ, băng nhã nước mắt băng tử điệp mộng, thương tâm anh ngữ băng y điệp mộng như, làm sao ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạc, ngươi sẽ không có thể mang bách hợp trở về thôi làm hại nàng một người theo như vậy xa địa phương đi trở về đến đùng mặt thanh du còn không nói gì mặt phu nhân lạch cạch một tiếng liền đem chiếc đũa cấp ném vào trên bàn nàng là cái cái gì vậy muốn cùng ta gia bảo bối ngồi chung ở cùng nhau đương nhiên giờ phút này mặt thanh du tâm tình cũng là trầm bổng phập phòng nàng có chút không hiểu tại như vậy tức giận trạng thái phía dưới mặt thanh khê là thế nào kêu ra bản thân này liên tiếp tên mặt không hồng khí không suyển quả thực lợi hại bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video